Sáng 23 tháng 7, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên nhằm chuẩn bị cho giải Tứ Hùng vào tháng 8 và ASEAN 2018. Trong buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo không có được đầy đủ nhân sự do các cầu thủ thuộc biên chế của những câu lạc bộ sẽ tham dự bán kết cúp quốc gia tuần này như Bùi Tiến Dũng và 8 cầu thủ của Hà Nội FC. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ yêu cầu các cầu thủ tập nhẹ nhằm giãn cơ với những bài tập chạy nhẹ, chạy bền. Văn Toàn xuất hiện với mái tóc bạch kim gây bất ngờ. Các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái. Theo lịch, các cầu thủ sẽ di chuyển về trung tâm BVF tại Hưng Yên để tập luyện vào ngày mai trước khi quay trở về Hà Nội tham dự giải Tứ Hùng vào đầu tháng 8. Bạo lực lại diễn ra tại V-League vào hôm qua trong trận Thành phố Hồ Chí Minh đấu Than Quảng Ninh vòng 20 V-League 2018. Sông Ngọc Đức đã có pha vào bóng bằng gầm giày thô bạo vào người của Thế Hưng. Rất may, Hưng không gặp chấn thương nặng. Sông Ngọc Đức nhận thẻ đỏ và còn một án phạt rất nặng ở phía trước dành cho anh. Chỉ trong mùa giải 2018, Sông Ngọc Đức đã nhận đến 2 thẻ đỏ và 6 chiếc thẻ vàng. Trong trận đấu ICC đang diễn ra ở trên đất Mỹ, đoàn quân của huấn luyện Jurgen Klopp để chính đội bóng mà ông đã thành danh cùng đó là Borussia Dortmund đánh bại với tỷ số là 3-1. Thất bại này phần lớn là do hàng phòng ngự của Liverpool chơi không được tốt. Trước đó họ đã dẫn trước suốt hiệp 1 nhờ bàn thắng của Van Dijk. Câu lạc bộ Dortmund đã khai thác tốt khiến Liverpool thua ngược và thất bại 3-1. Ngoài ra, trung vệ Joel Matip cũng bị dính chấn thương trong trận đấu giờ này khiến anh phải sớm rời sân. Tiền vệ 29 tuổi sẽ giả từ đội tuyển Đức, lý do là vì một bức hình anh chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Dù cho Ozil đã lên tiếng giải thích rằng hình anh chụp chung là chỉ vì bóng đá không liên quan đến chính trị, nhưng điều này vẫn khiến cho các cổ động viên Đức cảm thấy giận dữ, bởi quan hệ giữa Đức với Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây không được tốt đẹp.